Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đi xem voi nha. Đây được mấy con ta? 3 con. 4. 4 con. Wow, nó làm gì không biết. Hết hồn. Elephant. Này bữa nay không có bán mía gì em à. Bán mía, bán cỏ cho voi. Cái bảng của con voi nằm đâu anh? Anh, nó có cái bàn nó mê mốn để làm xiếc à. Anh ơi, bên kia còn có 2-3 con voi nữa kìa. Qua coi con voi nó có, bên kia nó có. Không nói nữa, mỏi miệng rồi. Tí nữa lấy cảnh này về. Đừng được gỡ cặp xuống. Lấy cảnh nữa này về cài âm thanh. Nay âm thanh em biết rồi. Trong kia có một bạn nè. Em ơi. Họ voi elephantine. Con này nó có ngay cái nhà. Hai thằng kia, mấy thằng kia bên này không có cái nhà. Con này nó già dữ lắm rồi. Người ta lấy ngà voi á. Ở ngà voi con này có giá trị lắm mà. Xa quá không biết quay chung tới coi. Anh thấy không kìa? Không. Xa quá. Dâu bự lắm. Cậu thấy rồi, nó ngay cái cổng đúng không? Cổng đúng không? À, cổng bên kia. Cái đó là cái ngoài sao. Sao quá. Cái cổng. Dạ. Tại vì nó cho mình cách xa lắm, cậu mấy chục mét rồi. Công ngoài bài gì? Người vô cổng trả tiền rồi. Người này cũng được coi luôn. Đâu có tính nó phân nửa tiền. À, 25 ngàn. Rồi. Công nhận. Chứ ai mà ngu dại quay gì rồi coi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Chia tiền đó. Chia tiền ra làm hai á. Trả tiền á. Vô mình mua 50 ngàn đúng không? Dạ. Mình vô đây mình quay cho coi trực tiếp 25 ngàn. Ở đâu cũng vậy. Ở đâu cũng vậy. À, tính kỹ luôn. À, này quá.
Đi đó, được cái độ cái hộ cái tủ điện. Rồi, đi.